Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh của Hiếu Vlog. Thì hôm nay mình và em mình đấy, hai anh em mình sẽ làm một chuyến vào rừng sâu nha. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ đưa đồ biển. Đấy, đưa đồ biển vào, anh em mình sẽ đi vào rừng và nướng và thưởng thức xem hương vị nó như thế nào, có khác với ở biển không nha. Đấy, hiện tại thì hai anh em mình đã vượt khoảng 50 cây số. Đấy, đã có mặt tại rừng này. Đấy, như mọi người cũng thấy. Đấy. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ chui vào bên trong rừng á. Đấy, đi sâu vào bên trong xem. Rồi tụi mình sẽ tìm một chỗ thích hợp để nướng nha. Thì hôm nay hai anh em mình chuẩn bị mực nha. Đấy. Rồi, let's go. Okay. Anh em mình đi nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào rừng nha mọi người. Đấy. Trước đi trước em, dẫn okay. Đường. Ok. Đấy, đường cây cối um tùm quá đấy, hơi khó đi mọi người ạ. Đấy, hơi gai về sẽ hết đồ nha ông thằng. Đấy, trong này cây cối không mọi người ạ. Ủa, có cái hồ này anh Hiếu đâu, lên xem cái hồ, lên xem cái hồ. À, ô, đấy mọi người thấy không, cảnh rất là đẹp, nắng quá mọi người ạ, mệt đấy. Trong này thì rất là yên tĩnh, tại vì ngoài mình ở xa thành phố nên là cảnh rất là yên tĩnh, mình rất thích phong cảnh như thế này đấy. Rồi thì giờ anh em mình sẽ dừng chân tại đây nha mọi người. Đấy, thì trước khi vào rừng thì anh em mình cũng đã chuẩn bị mực này. Mình mở cho mọi người xem. Đây. Mực này tại vì mình vào rừng xa nên là anh em mình chuẩn bị từ nhà đi nha. Đấy, thì mình cũng đã làm sạch sẽ và ướp hết rồi. Đấy, ướp tất cả các gia vị rồi. Đấy. Thì bây giờ anh em mình sẽ tìm củi và nướng nha. Giờ thì hai anh em mình sẽ đốt lửa lên nha. Đấy. Bẻ củi mệt quá mọi người ạ. Giờ mình sẽ đợi củi cháy hết thì mình sẽ bắt đầu nướng nha. Hôm nay thì mình sẽ nướng mực siêu cay nha. Đấy, anh em mình cũng đã chuẩn bị lọ sa tế này, mình sẽ cho thêm vào. Siêu cay luôn mọi người. Cho hết luôn à? Cho hết luôn em. Siêu cay. Đấy, siêu cay luôn đấy. Thì lúc ở nhà mình ướp thì cũng cay rồi, giờ mình cho một lọ sa tế nữa. Đấy. Rồi, giờ anh em mình sẽ cho mực lên nướng nha. Đấy. Tại vì mình vào rừng nên là không có gạch, có đá gì để kê nha. Mình kê tạm cái này đi. Đấy. Mình nghĩ chắc một tiếng mới được ăn mọi người ạ. Đấy, mình quét thêm cái nước hồi nãy mình ướp nha. Siêu cay luôn mọi người ạ. Không biết chút nướng chín này hai anh em mình có ăn nổi hay không nữa. Nhưng mà thấy màu thì đẹp ấy.
Hôm nay anh em mình đưa đồ biển lên rừng nướng luôn. Không biết là có ngon hơn ở dưới biển hay không. Nhưng mà không gian thì yên tĩnh và đấy, nói chung là vào đây xả chỗ test thì rất là tốt mọi người ạ. Yên tĩnh, không có xô bồ như ở ngoài thành phố nha. Cái này thì mọi người thỉnh thoảng trở nha, không thì cháy. Cái này mình phải trở liên tục. Đấy, em mình đang quét nước màu lên nha. Nhìn rất là hấp dẫn mọi người ạ. Nghĩ trong rừng sâu mà lại có mùi ngon thế này. Đấy, mực hai anh em mình nướng chắc cũng sắp được rồi mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy màu đẹp không? Đấy, màu vàng chói rồi nè. Đấy, nói chung là nướng thì nó hơi lâu mọi người ạ. Hai anh em mình nướng từ lúc nãy giờ chắc cũng khoảng 20 phút rồi đấy. Đấy, mực bây giờ bắt màu rất đẹp, thơm rồi. Mình đứng quay mà thấy đói hết cả bụng. Đấy, có lẽ mình nướng chút xíu nữa là hai anh em mình sẽ thưởng thức xem thế nào nha mọi người. Rồi mực mình nướng cái này cũng đã được nha mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ cho cái mẻ này xuống, rồi anh em mình tiếp tục nướng mẻ tiếp theo nha. Đây thì tại vì trong rừng nên là mình không có dĩa gì hết, mình sẽ bỏ cái lá này gắp vào đây nha. Đũa còn không có. Đũa cũng không có là mọi người ạ. Thằng em nó chuẩn bị đôi đũa tre này, chưa mọi người xem phước. Đấy, đũa tre là đúng về rừng luôn mọi người ạ. Đấy, các cái dụng cụ thì nhìn thô sơ quá. Đấy, mình phải lót lá rừng này. Đấy. Ôi! Mực đang sống mọi người ơi. Mực đang sống, lăn qua. Lăn ra đây mọi người. Đồ, mất mình mực rồi. Không sao, tí ta rửa. Đấy, ui trời, hấp dẫn quá mọi người ạ. Cẩn thận nha. À, đũa này kỳ quá. Rau ria này. Đấy. Rồi, anh em mình bỏ đây rồi, anh em mình sẽ cho một lớp mực khác lên. Thì trong thời gian đợi lớp kia chín thì anh em mình sẽ xử lý lớp này nha. Thưởng thức xem thế nào nha. Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức xem thế nào nha mọi người nha. Đấy. Phước nếm thử xem thế nào Phước. Ngon anh. Siêu cay, siêu khủng lồ. Giờ con mực cho mọi người xem thế nào. Sao ăn hết đâu mày? Thì ngon à. Em thử nếm thử một con kia coi nào. Con có to. Con siêu to kìa. Đấy, con to nhất luôn. Thử riêng con này đi. À. Rồi, cho lên cho mọi người xem. Tuyệt vời nha mọi người. À. Úp. Ngon không? Tuyệt vời. Rồi, giờ anh em mình sẽ thưởng thức nha. Đấy, ui trời. Mình mời mọi người nha. Mời đấy. Anh em nha. Mời mọi người nha. Giòn lắm mọi người ạ. Mà cũng vừa hả Phước? Thấy cay không? Cay. Chắc là do không ăn được cay mà ạ. Còn mình thì mình thấy bình thường. Thơm quá mọi người. Vừa chín chỏi luôn. Vừa ngắm cảnh đẹp mà lại vừa có hải sản ăn hả? Lên rừng ăn hải sản. Lên rừng ăn hải sản mọi người ạ. Mọi người thấy độc quyền không? Hả? Đây. Dạ. Chưa nha mọi người. Người ta thì đi biển để ăn hải sản, nhưng mà anh em mình thì lại ngược vậy ấy, lên rừng ăn hải sản. Nó mọi người rớt cái đầu à. Vừa chín tới ha. Nói chung là ngọt này ạ. Ngọt. Ngọt ngọt cái cay á. Cho the. Cơ bản là thằng ướp ngon quá. Đúng rồi. Thằng em mình chắc là không ăn được cay rồi. Ôi.
nó có chín nổi không? Trời giờ đang đổ mưa mọi người ạ, anh em mình đang gấp rút này. Mà còn một mẻ mực nữa. Đây mực mực này thì mình chọn mực tươi nha mọi người. Mực tươi thì mình nướng là ăn nó ngọt lắm. Ngọt. Mà mực này thì vừa chín tới. Mực chín tới thì nhìn nó rất là dai, ngon. Nóng quá mọi người, đang nóng hổi luôn. Đây, mình đưa lại gần cho mọi người coi mực nhé. Đấy. Ăn dai mà, dai giòn giòn như dai á. Đấy, rất là ngọt. Kèm theo là cay cay the the nữa thì rất là tuyệt vời. Đấy. Vô ơi. Thì clip của hai anh em mình thì có lẽ cũng tạm dừng tới đây mọi người ạ. Thì trời tại vì do thời tiết cũng sắp mưa rồi. Thì hai anh em mình cũng sắp xếp đồ đạc để lên đường về. Thì anh em mình đi 50 km mà. 50 cây số ấy. Thì anh em mình có lẽ cũng dừng clip tại đây. Thì hẹn mọi người vào các clip lần sau nha. Bye bye, xin chào mọi người nha. Chào anh em nha.